Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Phong thủy tử vi và cuộc sống. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến quý vị một clip với chủ đề xem tướng chỉ tay biết ngay tất cả. Sau khi xem clip của mình, quý vị có thể tự xem cho mình tại nhà cũng như xem cho người thân mà không cần phải qua các thầy nào cả. Mình xin phép chia sẻ như sau. Để xem tướng pháp chỉ tay thì đối với nam chúng ta sẽ xem tay trái, đối với nữ chúng ta xem tay phải, và như mình thì sẽ xem tay trái. Và trước khi đi vào chi tiết các đường chỉ tay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem tuổi thọ của một người qua bàn tay. Theo sách Tàu thì trên cổ tay của mỗi người có các đường vòng được gọi là đường cường. Và đường cường này các bạn có thể xem tuổi thọ. Đối với những người có một đường cường, tuổi thọ trung bình khoảng 50 tuổi. Đối với những người có hai đường cường, tuổi thọ khoảng 70 tuổi. Đối với những người có ba đường cường, tuổi thọ khoảng 90 tuổi. Và để đạt được tuổi thọ như vậy thì còn phải kết hợp với một đường sinh đạo. Đường sinh đạo tốt. Đường sinh đạo tốt là đường dài, đậm và sâu. Vâng, đó là cách xem tuổi thọ. Tiếp theo đó là xem về tính cách, về khả năng kiếm tiền và cách tiêu tiền của mọi người. Thì xin mời các bạn giơ bàn tay ra, khép chặt các ngón tay lại với nhau. Những người nào mà có khe hở qua các ngón tay thì về công việc, những người đó không bao giờ làm những việc gò bó và ràng buộc. Họ chỉ phù hợp với những công việc tự do như buôn bán, kinh doanh. Những người này thì kiếm tiền rất tốt, nhưng họ tiêu tiền lại tùy hứng, và có bao nhiêu tiền trong túi là họ không để yên được. Thế như vậy, những người có bàn tay khi khép chặt lại có khe hở là những người biết cách kiếm tiền nhưng tính cách phóng khoáng, nên là khả năng giữ tiền của họ thì có thể là không giữ được nhiều. Tiếp theo đó là những người có bàn tay khi khép lại thì không có lỗ hở qua các ngón tay. Những người như vậy thì về công việc họ có thể làm được những công việc bền bỉ, nhẫn lại, và có thể từ trẻ đến già họ có thể làm một công việc. Nhưng những người này về cách tiêu tiền thì trước khi họ tiêu tiền, họ cân đo đong đếm thiệt hơn. Ví dụ như mua một cái điện thoại thì họ phải tính toán sao mà có bền hay không, hay là có đại khái là tiền của họ tiêu, họ biết tiêu đúng nơi đúng chỗ. Nhưng tuy nhiên với cái tính cách của họ không phóng khoáng, nên là cũng sẽ có một số người không yêu thích tính cách như vậy, bởi vì chắc cái gì chắc quá cũng không tốt đó. Và sau đây mình sẽ xin phép chia sẻ với các bạn chi tiết về các đường chỉ tay trên bàn tay của mọi người. Thì có đây, bắt đầu từ giữa ngón trỏ và ngón cái và đi xuống dưới cổ tay, đó là đường này được gọi là đường sinh đạo. Đường sinh đạo chủ về đường đời. Bạn nào muốn xem mình sống được bao lâu thì xem đường sinh đạo. Đường sinh đạo càng dài bao nhiêu thì càng sống lâu được bấy nhiêu. Đậm dài tuổi thọ sẽ dài, ngắn mờ tuổi thọ sẽ thấp hơn. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn đường sinh đạo trên bàn tay mình. Đường sinh đạo của mình là kéo dài đến chỗ tay nắm này, thì có thể sống thọ và hơn 100 tuổi. Và đối với những người nào mà đường sinh đạo, đối với những người nào mà đường sinh đạo chỉ đến giữa này, thì những người đó sẽ thọ khoảng 40-50 tuổi. Và nếu quý vị và các bạn có thể không tin
thì quý vị và các bạn có thể kiểm tra bằng cách đó là về nhà gặp các cụ già, và ai có nhiều tiền thì biếu cụ nhiều. Khi biếu tiền, các cụ sẽ xòe tay ra và các bạn sẽ kiểm tra bằng cách là nhìn cái đường sinh đạo của các cụ xem dài hay ngắn. Và mình tin chắc rằng những cụ 80-90 tuổi thì đường sinh đạo sẽ rất dài đó. Và trên đường sinh đạo có một hình vuông, trên sinh đạo có một đường hình vuông, nó đóng ở đâu thì sẽ chỉ ra là người đó sẽ có một lần tù tội. Và các bạn có thể xem những thanh niên nào hay chơi bời nghịch ngợm phá phách xem có cái ô vuông đó không, và tự chiêm nghiệm xem lời mình nói là đúng hay không. Và tiếp theo, trên đường sinh đạo thì quý vị cũng có thể xem, trên đường sinh đạo quý vị và các bạn cũng có thể xem là mình có bị chết hụt lần nào hay không. Ví dụ như mình hồi nhỏ là bị chết hụt khi tắm hai lần đó, thì trên này sẽ có cái chấm, có chấm đó là chết hụt, có thể là đuối nước hoặc những người khác thì có thể là bị tai nạn đó, các bạn xem để biết. Và bạn nào có muốn biết mình có tiền tài hay không, thì trên đường sinh đạo có các cái đường, trên đường sinh đạo này có các cái đường chỉ hướng lên, có các đường chỉ hướng lên đó. Những người nào mà có đường sinh đạo ở các cái đường sinh đạo này có các đường chỉ hướng lên, thì hướng lên sẽ là những người mà kiếm được rất nhiều tiền. Những người có đường chỉ hướng lên thì những người kiếm được rất nhiều tiền. Và vừa rồi là mình giới thiệu với các bạn về đường sinh đạo, về tuổi thọ này, về tài lộc này, đấy, về cả về vấn đề chết hụt, cả về vấn đề là có bị tù tội hay không. Tiếp theo đó là mình xin giới thiệu với các bạn cái đường thứ hai, đó là đường chí đạo. Đường chí đạo này khởi nguồn từ điểm này, điểm này đó, nó nằm ở giữa, nó nằm ở giữa sát với đường sinh đạo. Đường chí đạo, đường chí đạo chủ về trí tuệ, học hành có thông minh hay không, sáng láng hay không, xem tinh thần có tốt hay không. Đường chí đạo ở giữa và có một lách cắt ngang, đường chí đạo ở giữa mà có một lách cắt ngang hoặc là bị đứt đôi, thì người đó một là bị bệnh về đầu óc, một là hồi nhỏ bị té ngã chấn thương vùng đầu hoặc bị mất trí nhớ trong thời gian nào đó, hai là đứt gãy trong việc học hành, bỏ dở học hành trong một thời gian. Đường này còn lối hay không sẽ báo hiệu là có học tiếp hay không. Đường chí đạo càng dài thì đường chí đạo càng dài xuất phát từ điểm này, đường chí đạo càng dài xuất phát từ điểm này cho đến cái gò thái âm. Thế nào là gò thái âm? Gò thái âm là xuất phát từ ngón út này và quanh đây gọi là gò thái âm. Đó, người nào mà đường chí đạo dài qua gò thái âm đó, rất là thông minh, rất là thông minh, cực kỳ giỏi và thông minh. Như mình thì bình thường thôi, cũng mới tới thôi. Những người càng dài thì càng thông minh. Học hành thì thi cử và đỗ đạt rất cao. Và lưu ý với các bạn, những người nào mở đường chí đạo này có cái đuôi cá, đường chí đạo này mở có cái đuôi cá, những người nào có cái đuôi cá như vậy thì họ có cái giác quan cũng như một cái linh tính rất cao, đi đâu chúng đó. Ví dụ hôm trước ngủ mê là gì, có thể vài hôm sau nó thành hiện thực. Những người này rất phù hợp với nghề bói toán.
Đó thì các bạn cứ thử xem những người mà hành nghề bói toán ấy, xem đường chỉ đạo của họ có cái đuôi cá không. Đấy. Và tiếp theo đó, đó là đường tâm đạo. Đường tâm đạo thì bắt nguồn từ đây, giữa giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đấy. Đi đến đây. Đó. Đường tâm đạo thì phản ánh tâm tư, tình cảm. Phản ánh tâm tư, tình cảm và tình duyên. Đối với những người đường tâm đạo ấy bị cắt nhiều thì tình duyên trắc trở. Nếu bạn nào có đường cù lao ở góc này, đây, những người nào mà có cái đường cù lao ấy, ở góc này này, đường cù lao ở góc này nó như cái hình hạt gạo ấy, thì các bạn này có tình duyên trắc trở, hoặc vợ chồng có thể phân ly, đấy, có thể lấy một vợ hoặc hai đời vợ. Đấy. Nếu mà ai có đường tâm đạo thẳng rõ nét và đẹp thì những người này có tính cách phóng khoáng, tình cảm không tư lợi. Còn người nào mà có đường tâm đạo mà cong keo, lộ võng sâu không, thì những người như vậy thì sống không thật tâm, dối trá hay đi lừa người khác. Đấy. Và những người nào mà có các mắt xích ấy, có mắt xích mà nối với nhau ấy, ở trên đường tâm đạo này thì thường thường là bị bệnh về hen hoặc là bệnh về đường ruột. Đấy, các bạn không tin có thể đi kiếm và kiểm chứng trên bàn tay của những người đó. Đấy. Và để biết xem những người nào có tài ăn nói hay không thì chúng ta sẽ có một đường để kiểm tra. Đó là quý vị các bạn nhìn từ trên tay xuống sẽ có một đường từ đây và thẳng lên trên ngón út. Đường từ đây thẳng lên trên ngón út. Không cần biết là dài hay ngắn, nhưng mà những người có cái đường thẳng lên như vậy là sẽ có tài ăn nói, kinh doanh, buôn bán, ca hát và cũng có thể làm MC. Đấy, như mình là cũng có một đường đấy, đây mình không biết là mình có tài năng hay không, cũng một số lần biểu diễn và cũng có ca hát trước đông người. Đó, trên đây là mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách xem chỉ tay cũng như cách xem bàn tay về công danh sự nghiệp như thế nào. Nếu các bạn thấy hay và các bạn thấy yêu thích, hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ giúp mình để mình sẽ ra những clip tiếp theo để giúp cho mọi người có thể tự xem cho bản thân mình. Một lần nữa, chúc quý vị và các bạn thật thành công và mọi sự như ý.